Đây gần hai giờ mai còn phải đi làm. Từ từ, ai bullet đấy? Thôi để mình bullet vậy. Một bullet đủ rồi, một bullet đủ rồi. Còn lại thôi để mình bullet. Mình sẽ gọi anh Dũng hy sinh. Cao đâu mà lên được chỗ này, sao lên được đi đường nào mà lên biết được mấy đấy nhá, xét bao được không má, nó bắn xuống kia anh lắc ao, anh đứng ở giữa, anh đi bên phải anh phóng xuống nhà, em đứng dưới này mình chờ nè, giữa hầm không chạy nhanh là chết đấy, giữa hầm bên không chạy đúng nhanh không? Là chết đấy, bên trái bên phải đúng không? Chết thôi, chết thôi, có gì đâu. Rồi, tấn công ở đằng sau. Thằng mình xét bên phải nè. Blitz vào room nhá, Blitz vào room nhá. Hit đi rồi, chết gần hết rồi, chết gần hết rồi. Blitz vào. Hết đi. Rồi lên. Ôi sắc, vỡ đầu rồi. Trộm làm sao đấy? Sắc cũng trộm bị lag này. Có ai nằm cắp à? Ô, anh đổi hit rồi, ông trộm ông một lít. Hit có mẹ lag rồi. Cái cửa sổ vẫn còn 100 Charlie secured. Losing Charlie. Bướng này nằm đấy. Sao có bom của mình đổ sau bom của Quang. Losing Charlie. Securing Charlie. Ném lựu đạn cho nó chết thì chạy lan coi. Vệ à. Ném không tới. Đứng dưới gầm cầu ném được, đứng dưới cầu ném lên được. Không quá nào đâu, hết rồi. Ờ vẫn ném mẹ hai quả rồi. Losing Charlie. Securing Charlie. Soft move. Cuối room cạnh cửa sổ nhé. Ai? Tại sao không nhìn thấy đầu nó nhỉ? Ngồi sau cái ô tô rất khó nhìn.
Nó bắn ở cái ô tô ở chính giữa cửa ấy. Ngay bên chết chết trái một tí. Rồi. Ui ôi, mập sống luôn. Cẩn thận mít, cẩn thận mít thủng nhá. Để làm gì vậy? Đồng thế. Một trời là 4 hả? Giữ rừng đi, có ai chí rồi nè. Ôi giời. Mấy thủng nhanh. Mít mất rồi. Phải biết mất rồi. Mít lên 3 thằng rồi. Sao đập chết đồng kia. Losing Charlie. Ôi, làm gì thế? Ông chạm này trời ơi. Kìa lại cái mùi đi. Lại thằng sniper ở chỗ đấy nha. Chết rồi. Ôi chết rồi. Room có 2 cái room, cửa room có 2 kìa. Đâu rồi? Chém lựu đạn vào đấy, vào cửa ấy. Anh em vẫn lung túng trong việc sử dụng device lắm. Chạm không có mít cả nơi, ổng có mà tự nhiên ổng sử dụng gì. Warning. Heavy casualties sustained. Room mất rồi, nó chạy lên room, hai thằng. Nó lên room. Phải rồi.
hết đi quang. Thế mình trả đi là mình trả. Mình chết đó mà cho hai bọn thằng chết theo. Có hit tiếp đi kìa. Có hit đây đang lên. Hit luôn vào cửa của nó. Để em lên hit luôn vào cửa của nó. Cái gì đấy? Điệt mẹ. Delta secure. Đó hai thằng đấy, một thằng thùng gỗ, cẩn thận. Tầm mặt hai, tầm hầm nó đứng bên phải, bên trái mà nó theo góc bên phải, trái bên phải. Nó ra rồi, nó ra rồi. Nó hit chưa, nó hit chưa. Heavy casualties inflicted. Device ready. Thằng thấy á, thấy đó. Anh có hết rồi. Chéo sang đấy. Trời ơi, nhỏ luôn nghe thấy chưa? Bây giờ anh em ơi cho mấy ba lên, mấy ba. Đủ má tẩy được hai thằng con tác đầu. Phải chiếm được cái nhà cơ, phải chiếm được cái nhà. Hit đây, có đây.
em phải tin cũng làm lên chuyện này. Ok. Ông chọn ông mới lý thế. Trái ra một thằng để bên trái ra. Losing turn. Cửa sau hai cánh nhá, cửa sau hai cánh nhá. Hít tiếp nha, hít tiếp nha. Hít chi mà đang ghét mà. Hít giờ là gì vậy? Đánh con. Trái dưới cầu, dưới cầu. Anh đang bị hít. Trời ạ. Nè, nó tấn công mình hết luôn. Losing Charlie. Nhảy xuống kia, nó nhảy xuống kia. Black out, black out. Losing Charlie. So. Losing Charlie. Mẹ, cái gì đấy? Đi đâu đấy? Nó nhảy kìa, nó nhảy kìa. Không biết là nó đứng ở cửa sổ, không biết nó có nhảy qua không. Anh chỉ lúc anh chết anh nhìn thấy nó bước vào cái gì đấy. Securing Charlie. Đi đó nằm kia kìa. Bên trái, đi nằm bên trái. Đó qua phải, qua trái đi, đừng qua phải, đừng đứng phải. Đừng có đứng bên phải, đứng bên trái á. Có trộm với General thôi, có trộm với General thôi. Đứng bên phải, đứng bên trái, nó bắn từ bên trái qua. Sniper nó không luôn. Lúc trách trái. Securing Charlie. Đi vẽ General vỡ đầu rồi, General vỡ đầu rồi. Losing Charlie. Vẽ nào,
Hit đi, hit đi, hit đi, hit tiếp, hit tiếp, hit tiếp. Anh đừng dính đấy, đừng dễ chết đấy. Securing Charlie. Losing Charlie. Securing Charlie. Thôi chạy của bom. Cánh trái. Securing Charlie. Thịt mẹ có thằng đứng trên cửa sổ, có thằng đứng trên cái ô. Securing Charlie. Lên đi, sắp có hit một vạch nữa, có hit. Lấy hit kép luôn. Sắp có hit một vạch nữa, hit một vạch nữa, có hit. Losing Charlie. Nó trèo lên. Securing Charlie. Losing Charlie. Warning. Heavy casualties sustained. Heavy casualties inflicted. Mẹ, yên nô 5 thằng đứng trước mặt mình, vãi luôn. Chúng ta có đẹp red out phát cả 5 thằng cùng lên luôn.